Chắc là cố gắng, chắc là cố gắng làm nhanh tầm một trận rồi có vào có bờ là bốc lốp mà làm một cái, chứ không thể thật là nó đuổi lắm cậu. Rượu không à? Hai mình cầm một bốn nhỉ, cầm một 4 triệu văn thì với con này. Bỏ lắp. Cậu có thoát sana. Let's do the hell out. Nhìn cái room này tôi tưởng là ổn, hóa ra lại room này lại room của mấy thằng ngu thì tôi cũng té. Tôi tưởng là room room đây, và tạo room này đi. Còn cầm có gì đây? Cái ôi trời ơi. Damn it. Thank you.